Sáng nay 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ công bố hai xã Nhân Nghĩa, Giai Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đến dự. Sau thời gian nỗ lực, xã Nhân Nghĩa đã hoàn tất 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là hạ tầng cải thiện rõ rệt, hệ thống thủy lợi dần được khép kín. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33 triệu 200 ngàn đồng năm 2016 lên 59 triệu 70 ngàn đồng vào năm 2021. Hộ nghèo giảm từ 165 hộ, hiện còn 10 hộ. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tăng từ 56,5% lên 78,43%. Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với Giai Xuân cũng đạt 100% các tiêu chí. Giao thông thủy lợi được đầu tư xây dựng đồng bộ, ngày một hoàn thiện, sản xuất nông nghiệp được quan tâm phát triển, các mô hình tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất đạt hoạt động hiệu quả. Môi trường từng bước cải thiện, rác thải được thu gom xử lý đúng quy định, hộ sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ cao. Hiện xã chỉ còn 10 hộ nghèo chiếm 0,24%, giảm 3,85% so với năm 2014. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè đánh giá cao nỗ lực của hai địa phương, nhất là sự đồng thuận góp sức của nhân dân để có được kết quả như hôm nay. Hướng tới, lãnh đạo thành phố đề nghị các xã tập trung thực hiện 5 vấn đề trọng tâm, trong đó tiếp tục tuyên truyền, vận động các nguồn lực để nâng chất các tiêu chí lên nông thôn mới kiểu mẫu, rà soát, kiểm tra lại cơ sở hạ tầng, các hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân.